Tập 4. Kỳ này chỉ có hai em thôi, hàng tốt không à? Nói với bác sĩ chỉnh sửa một chút thôi. Kêu bác sĩ gửi bản phác thảo trước cho anh nha. Ừ, lát nữa anh kêu Tú chở tụi nó qua. Tú, lấy xe đưa tụi nó qua cho Lan đi. Nói với bác sĩ chỉnh sơ sơ thôi. Cái nào cần nâng cấp thì phải báo giá trước, tránh tình trạng như đợt rồi tốn cả mấy chục triệu đó nghe chưa. Em biết rồi, hai người này đẹp rồi đó, hai nhỏ này đẹp rồi. Được rồi, có chỉnh là chỉnh cho em thôi. Đi, hai đứa. Dạ. Ủa em, sao anh thấy hai cô này đẹp quá trời rồi, còn chỉnh cái gì nữa? Làm tiếp viên nhà hàng chứ đâu phải hoa hậu đâu mà chỉnh sửa thẩm mỹ viện. Tiếp viên nhà hàng, cà phê sang trọng thì cũng phải đẹp như là hoa hậu vậy đó anh à. Hà, em làm cô giáo có vẻ kém quá. Học sinh của em cứ ngu ngơ ra. Thôi, bây giờ đi về, em sẽ hướng dẫn anh thêm nha. Không thôi anh Cường lại trách em là cô giáo không có giỏi. Đi anh. À, đi. Đó, nè. Ơ, vậy mà không trúng hả? Phải để cho nó dài chút nữa. Đó. Dài nữa đây. Huệ ơi, tới giờ cho bé lên học bài rồi. Dậy đi con. Chị phải cho cái bà nhà quê một trận mới được. Phá đám dễ sợ. Cứ Huệ, Huệ ngủ đi. Biết rồi. Đáp lại. Huệ ơi, mở cửa đi con. Huệ ơi. Cô tính phá nhà chú Phan hả? Sao cô gõ cửa nãy giờ con không chịu mở? Tụi con đang ngủ mà. Bây giờ chiều rồi, không có ngủ nữa. Cô có hứa với dì ba của bé Linh là từ 3 giờ tới 4 giờ cô dạy học cho nó. Bé Linh đang ngủ mà. Cô đâu đó? Cô kêu bé cô Linh dậy. Linh, dậy học bài đi con. Linh, phụ chị Linh. Con buông ra coi. Linh, Linh, dậy học bài con. Đi ra, con đi ra đi mà, đi ra. Úc ơi Úc, con bị đánh ở trên đây nè. Dạ, Úc đúng rồi. Trời đất ơi. Úc ơi Úc, con bị đánh nè. Vô đi. Mở phát đi. Tiếp tục. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây nè. Huệ, nói đi, tại sao? Con làm gì mà cô Hằng đánh con? Con có làm gì đâu. Tự nhiên con đang chỉ với Linh học bài chứ bộ. Cô Hằng mở cửa vô, kêu con xuống nấu cơm. Mà con nói cái chuyện nấu cơm là chuyện của cô Hằng chứ phải chuyện của con đâu. Xong rồi vậy hả? Cổ bài vô cô đánh con quá trời luôn. Hên lúc về kịp chứ Út mà về không kịp hả? Con bị đánh te tua luôn rồi. Nè Huệ, sao con lại ăn nói đặc điều như vậy? Cơm cô nấu sẵn rồi chứ cô đâu có bắt con nấu đâu. Chị, chị cứ để cho nó nói hết. Cô bắt con lau nhà còn gì nữa. Con nói là để chút nữa con lau cho. Con đang chỉ với Linh học bài mà. Cô không chịu. Cô không muốn con chơi với Linh nữa đúng không? Tại vì cô thấy con cứ suốt ngày chơi game. Mà chơi game hoài như vậy đâu có tốt. Thôi được rồi, chị không có cần phải thanh minh nữa đâu. Để đó em nói chuyện với nó. Còn bây giờ chị Linh dắt bé Linh tắm rửa gội đầu, với lại cho nó ăn cơm giùm em nha. Dạ. Đi đi chị. Đau. Thank you.
Alo. Anh muốn gặp Tuấn trong phòng ngủ của anh hả? Alo. Ủa, ai gọi anh hả em? Ba D gọi anh đó. Ba D là ai? Ba D là người đồng tính, là Tú BD gọi anh đó. Ủa, Tú gọi anh chi? Thì ai biết đâu, kêu anh lên phòng. Hai người yêu nhau mà. Em nói gì vậy? Anh với Tú sao yêu nhau được? Vậy chứ anh yêu ai được? Dĩ nhiên là em rồi. Hỏi gì kỳ vậy? Sao kỳ? Không yêu nhau sao mà ăn nằm với nhau được? Sao? Có chuyện gì? Em nói đi. Em muốn xin nghỉ việc, anh ký đơn cho em đi. Anh sẽ tăng lương cho em. Không phải vấn đề là chuyện tăng lương hay không? Không phải vấn đề tăng lương. Vậy chứ vấn đề gì? Em không muốn tiếp tục mối quan hệ tội lỗi này với anh nữa. Em cũng không muốn là chiếc bóng bên cuộc đời của anh nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Trời ơi, khổ quá. Anh đã nói rồi, ráng chờ thêm vài tháng nữa đi. Anh ly dị với con vợ già của anh, anh sẽ cưới em. Anh thề đó. Thôi được rồi, em muốn xin nghỉ đúng không? Được. Ok, anh sẽ cho em nghỉ, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Em mượn của anh 200 triệu đúng không? Em trả hết cho anh, anh sẽ cho em nghỉ. Những lần anh chuyển tiền qua cho em đó, anh đều có giấy ký nhận của anh hết. Và những lần trong khách sạn anh đưa tiền mặt cho em, anh có ghi âm điện thoại hết rồi. Em yên tâm đi. Ba, nhà này nè ba, nhà này nè. Ủa, con có lộn không? Chứ này là nhà giữ trẻ mà. Ủa, nhà giữ trẻ gì ba? Nè. Trời ơi, người ta thích nhiều màu thì người ta sơn nhiều màu thôi, chứ nhà giữ trẻ gì? Ừ, nhà này được à. Thấy không, con nói ba nhìn thấy là ba thích liền à. Mà ba ơi, được cái là người ta bán rẻ, đang cần bán gấp
bán chỉ bằng có 2/3 giá thị trường thôi đó ba. Vậy hả? Dạ. Vậy là phải coi lại rồi. Coi lại gì? Đồ ghẻ là đồ bỏ nghe. Trời ơi, nghĩ sao mà nhà người ta ăn vậy mà ba nói là đồ bỏ? 3 tỷ lượng đó. Ai nói? Thì Liên nói. Mày nghĩ tao tin đó không? Ủa? À, dạ chào chị. Quang hả? Em mới tới hả? Dạ. Ờ, à, còn bà xã em đâu? Ờ, à, ai vậy? À, dạ, ba em. À, dạ, chào bác. À, à, mời bác vô à. Nhà. Chủ nhà hả? Chủ nhà đó ba. Dạ, à, mời bác vô coi nhà. Ủa Quang, sao bà xã em không tới? Mà hôm nay tới đặt cọc luôn đúng không? Xã ấp gì ở đây? À, dạ. Ba, ba coi nhà đi. Cậu ơi, cậu, cậu ăn cho nóng đi ngang cậu. Cô Lan cổ nói á, cái món này nè, bạn của cổ á, thích ăn dữ lắm đó. Gì nói cô Anh à? Dạ. Nhưng mà sao tôi thấy cái cô đó cổ sao sao á cậu ơi. Dì ơi. Cậu kêu tôi hả? Dì ngồi đi. Sao lại ngồi đó? Dì lấy ghế ngồi đi. Dạ. Dạ thôi, thôi thôi. Tôi đứng nói chuyện với cậu được rồi. Tôi thấy sao tôi nói vậy thôi à. Tại tôi lỡ miệng. Dì nói gì thấy? Mà dì thấy chuyện gì? Cô muốn nghe dì nói dì thấy chuyện gì ở trong căn nhà này? Ờ, cậu nói cái chuyện của cô Lan với cô Anna hả? Dạ đúng rồi. Tôi thấy, nhưng mà đáng lẽ cái chuyện này tôi không nên nói với cậu. Nhưng tại vì tôi thấy tôi thương cậu nhiều hơn á. Nhưng mà cậu ơi, cậu đừng có nói lại với cô Lan nghe. Dạ, dì cứ nói đi. Tôi thấy cô Lan với cô Anna cứ bàn tính cái chuyện gì mà bàn suốt à cậu ơi. Bàn tính chuyện gì? Bàn tính dữ lắm, quan trọng dữ lắm, giấu giếm dữ lắm kìa. Cậu biết không, cứ mỗi lần ha, mỗi lần mà thấy dáng cậu ở ngoài cửa là phải chạy lên báo cho cổ biết liền là cậu đã về tới. Cái chuyện gì mà nó quan trọng ghê lắm kìa. Nhưng mà dì biết chuyện đó là chuyện gì? Dì có biết họ bàn tính chuyện gì không? Thì chuyện quan trọng. Nhưng sao dì biết đó là chuyện quan trọng? Biết chứ sao không biết. Vậy dì nói con nghe, chuyện đó là chuyện gì? Thì tôi chỉ biết chuyện đó là chuyện quan trọng, chứ tôi đâu có biết chuyện gì quan trọng đâu. Sao dì nói dì biết đó là chuyện quan trọng mà? Thì tôi nói là tôi biết chuyện đó là chuyện quan trọng, còn ngoài ra tôi không biết chuyện gì quan trọng hết. Dì hiểu, hiểu. Thôi, đi ra sau làm việc tiếp đi dì. Dạ. Tội nghiệp bé Linh, nó sẽ bị bé Huệ đầu độc đến hư hỏng mất. Bây giờ mình phải làm sao? Qua qua chỗ này, qua nè. Lên lên nữa. Dài ra. Từ từ. Thua nữa rồi. Dài cô làm gì mà cô rình mò tụi con hoài vậy? Cô rảnh việc quá hả? Phòng của tụi con kìa. Cô dọn phòng chưa? Chà nhà tắm chưa? Cô chà rồi. Huệ, cô muốn nói chuyện với con. Mình đi lên phòng chơi đi. Đi. Nè. Nè.
Lên đây chơi tiếp. Ủa, em khóa cửa hả Linh? Em đâu có khóa. Em không khóa cho ai khóa. Sao cửa vậy kỳ vậy? Em không biết. Bây giờ sao vô? Chị biết ai rồi. Theo chị. Đi xuống đây. Cô Hằng. Cô khóa cửa phòng của tụi con đúng không? Con ngồi xuống đi. Cô có chuyện muốn nói với con. Cô khóa cửa phòng đúng không? Đưa chìa khóa đây. Thì con cứ ngồi xuống ghế đi đã. Tôi nói là tôi không có ngồi. Bây giờ bà có đưa chìa khóa đây không? Bà lấy cái quyền gì mà bà khóa cửa phòng của tụi tôi? Bà lộng quyền rồi đúng không? Bây giờ bà có đưa chìa khóa đây không? Cô không có đưa. Nếu như con không chịu ngồi xuống để nói chuyện cho đàng hoàng, cô không có muốn là con đầu độc em Linh để tập hư cho em. Con đừng có lợi dụng em Linh để chơi game suốt ngày nữa. Bà dám hả? Bà đừng có thấy không có ai ở nhà, bà muốn ăn hiếp tôi bà ăn hiếp nha. Bây giờ bà không đưa đúng không? Tôi lấy. Nè nè, con làm tôi cái gì vậy? Buông ra. Đưa chìa khóa đây. Nè, Huệ, buông ra. Bé Linh, chìa khóa đây. Nè, Huệ, buông ra. Đưa đây. Thôi mà. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Đưa đây. Buông cái tay ra coi. Nè, đưa chìa khóa đây cho Huệ. Tôi nha. Con nói là buông ra. Mời vô. Anh hai. Ủa, Liên. Phòng anh hai ngon thiệt đó nha. Đẹp không? Ngon lạnh. Ngồi đi, ngồi đi. Em muốn gì? Nước suối hay là nước ngọt? Hay uống nước trà? Nước suối đi anh hai. Thời bữa giờ ai dám uống nước ngọt nữa. Rồi, nước suối thì có nước suối. Đây, uống đi. Cảm ơn anh hai. Hôm nay mò tới đây chi đây? Anh hai. Anh hai có tiền không? Tiền hả? Chi? Thì trả nợ cho em chứ làm chi. Hỏi kỳ vậy. Bao nhiêu? Anh hai mượn em 120 triệu đúng không? Trời ơi, em khùng hả? Đâu ra mà anh hai mượn em 120 triệu? Anh hai nhớ kỹ lại đi nha. Đây nè. Đây. Em á, là em có ghi rõ ngày tháng giờ giấc lại luôn đó. Nè anh hai đọc đi. Đây. Ngày 16 tháng 6 anh hai mượn em 20 triệu. 15 tháng 7 anh hai mượn em 25 triệu. 20 tháng 8 anh hai mượn em. Dẹp. Tự nhiên cộng dồn ở đâu từ đó tới giờ lại đây vậy? Anh hai nói gì kỳ vậy? Chứ anh hai nghĩ cái tiền đó em cho không anh hai hả? Bộ em là cái máy in tiền hay sao? Tiền đó em mượn của người ta đưa cho anh chứ bộ. Rồi rồi, được rồi. Bây giờ cần bao nhiêu? Đây nè, 200. Gì kỳ vậy anh hai? Thì kêu 200. Em cần 200 triệu chứ bộ. Cái gì mà 200 triệu dữ vậy? Anh hai mượn em 120 triệu. Còn 80 triệu anh hai cho em mượn đi. Trời ơi, bộ em tưởng anh là buôn bán ma túy hay là thuốc lắc hả? Đâu mà ra? Biết đâu được. Bạn anh hai giàu vậy, không lẽ không cho anh hai mượn 80 triệu được hả? Bây giờ như vậy nè, anh hai không có tiền trả cho em là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh không thể nào đi mượn tiền của bạn anh được. Kỳ lắm. Sao vậy? Trời ơi, anh mới vô đây nhận việc làm. Mỗi tháng anh ngồi anh ký giấy tờ này không nè, là 10 triệu. Rồi nhà chung cư thì ở không. Làm sao mà anh mở miệng ra mượn tiền của bạn anh được? Anh hai. Vậy hay là anh hai để em mượn cho? Thôi. Sao vậy anh hai? Mà nè, em cần tiền để làm cái gì vậy? Tại em nợ ông giám đốc tiền. Bây giờ em muốn nghỉ việc, nhưng mà em phải trả cho hết tiền thì ông mới cho em nghỉ.
Trời ơi Liên, em khùng hả? Tự nhiên em đang có công việc đàng hoàng, rồi lương cao nữa, khi khổng khi không em đòi nghỉ là sao? Tại... Thôi, khỏi đi. Em được voi đầu tiên không à? Anh không cho em nghỉ việc, nghe chưa? Với lại cũng không có tiền đâu mà trả. Thôi, nếu mà cần thiết á, để anh gặp nói chuyện với sếp em ha. Dạ thôi đi anh hai. Thôi khỏi đi, chuyện của em tự giải quyết được rồi. Em về. Ủa nha chứ... Liên. Tụi nó chơi game gì? Tôi không có rành là game gì, nhưng mà con bé Huệ bị nghiện game, kéo theo bé Linh luôn. Tối nào tụi nó cũng thức khuya chơi, thành ra sáng nào cũng dậy trễ hết. Con không ngủ ở đây, sao con biết tụi con chơi game? Huệ, con không được nói leo. Tối bé Linh sợ ma, con ngủ với bé Linh, con chơi với bé Linh, con có làm hư bé Linh đâu. Con nghe rõ ràng nói xấu con mà. Ai nói xấu con đâu? Thì cô Hằng nói xấu con đó. Trời, cái con nhỏ này suốt ngày ăn hiếp người ta. Úc về. Úc coi đó, người ta ăn hiếp con kìa. Đợt này con về con ở với ba má con cho sướng. Ở trên đây cứ bị ăn hiếp miết luôn. Nín đi, ai ăn hiếp con? Thôi cô ở lại nói chuyện với cô Thúy đi, tôi xuống nấu cơm. Chị mới qua hả? Có chuyện gì không chị? Cũng không có gì. Chị qua coi bé Linh chuẩn bị quần áo sách vở để tuần sau nhập học ra sao thôi. Dạo này bé Linh thay đổi lắm, từ ngày có bé Huệ ở chung. Dạ đúng rồi đó, có con á. Thôi, để chị lên phòng bé Linh một chút nha. Chị nói chuyện với anh Phan giùm em chưa? Chưa. Để hôm nay chị nói luôn. Uống rượu một mình có phải là buồn lắm không anh? Em có thể ngồi đây uống chung với anh không? Đủ tuổi gì thanh niên chưa mà dám vô đây uống rượu hả cưng? Em là Mỹ Hạnh, nhân viên ở nhà hàng này được 5 tháng rồi. À, anh là khách VIP của nhà hàng này cũng được 5 năm. Vậy tại sao anh chưa bao giờ gặp em vậy? Thì em mới nói với anh là em chỉ mới làm ở đây có 5 tháng thôi mà. Con không được chơi game nữa, có nghe không?
gì ba nói gì con có nghe không? Sao không trả lời? Nhưng mà con có chơi đâu, chị Huệ chơi chứ bộ. Vậy thì dì ba sẽ lấy lại iPad. Sắp nhập học rồi, phải lo học nghe không? Dì ba không được lấy iPad của con. Không được. Dì ba phải lấy lại iPad. Con phải nghe lời dì Hằng, chứ để con chơi game hoài sao? Linh, con bé này, Linh. Thôi mày đừng có dẻo miệng. Tối á, mày không thức khuya mày chơi game thì mắc mớ gì sáng mày dậy không nổi. Cái phòng gì đâu mà đóng cửa gì mà tối thui à. Con có biết trời sáng đâu. Thôi im đi. Đừng có thanh minh thanh nga nữa. Cái thứ gì á. Bây giờ nè, bắt đầu từ ngày mai, đúng 7 giờ sáng mày phải có mặt ở dưới bếp, nghe chưa? Út sẽ sắm cho mày một cái đồng hồ ren to tổ chảng để ngay đầu giường nghe con. Mà 7 giờ sáng xuống dưới ăn sáng không? Tao đập mày bây giờ á. Chứ xuống dưới làm gì? Ủa chứ mày lên đây để làm gì? Trời ơi. Thì bố kêu con lên đây chơi với con Linh, ngủ với con Linh, chứ làm gì nữa. Trời. Nè, vài bữa nữa là con bé Linh nó đi học rồi. Mày lo mày làm công việc nhà, cho nên bây giờ học làm việc nhà rồi học nấu nướng là vừa, hiểu không? Mà Út không tính thuê cái bà nhà quê làm ô xin nữa hả? Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Lo cho cái thân của mình trước đi. À, cái iPad đâu? Đưa đây. iPad của con Linh. Út hỏi con Linh chứ sao hỏi con? Sao con biết? Nó giữ mà. Của con đâu mà đưa. Trời ơi, cái con này. Nó ôm cái iPad chạy mất tiêu rồi. Có gì chị lấy lại giấu giùm tôi nha. Thật ra là tôi ngại con bé Huệ lắm. Tính con bé đó hay nói thêm nói bớt. Đã vậy còn lợi dụng bé Linh để đòi cái này cái kia nữa. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thành ra... Cô đang nói xấu con đúng không? Chị Lan ở lại ăn tối luôn nha. Không, chị có việc phải đi bây giờ. Chị có hẹn ăn tối với Anna đúng không? Không, chị có hẹn với bác sĩ. Chị Hằng. Dạ. Bé Huệ nó còn con nít lắm, có gì chị chỉ dạy, rầy la nó giùm em luôn nha. Vài bữa nữa bé Linh nó đi học rồi. Em tính cho con Huệ này đi học make up hay là học làm tóc gì đó chị. Vậy hả? Có chỗ chưa? Chị có bạn làm beauty salon lớn lắm, chị giới thiệu cho. Em cảm ơn, nhưng mà thôi được rồi, em có chỗ rồi. Ủa, Út nói thiệt hả? Sao con không nghe Út nói gì hết trơn vậy? Con đừng có nhiều chuyện. Đi lên lầu chơi với em đi. Dạ. Chị Lan về nha. Ừ. Số 5. Dạ em. Số 5. Đi lẹ. Dạ. Con rề rề sao làm ăn được. Đi vô. Nhanh lên. Mặt tươi lên. Ủa, qua bển người ta kiểm tra mình cái gì vậy? Sao vậy? Người ta kiểm tra mình cái gì vậy? Ừ. Người ta có làm gì mình không? Ủa, Tú với Hà ở phòng nào vậy? Dạ, ở phòng bên cạnh đó anh. À,
im đi. Im coi. Nằm im. Nằm im. Thả tôi ra. Vậy sao được? Tao nói mày nằm im. Thả tôi ra. Con nhỏ này mày bị điên hả? Nghe không? Nằm im mày. Mày làm gì vậy? Thả tôi ra mà. Nè, im coi. Mày làm gì vậy? Nè, sao ông xuống đây vậy? Nè, chỉ là công việc thôi. Để cho anh Tú kiểm tra nhân viên đi. Kiểm tra cái gì kỳ vậy hả? Tôi nói bỏ ra. Bỏ ra nghe chưa? Tôi là giám đốc. Tôi nói bỏ ra. Anh kia, tôi nói anh bỏ ra nghe không? Hả? Anh Tuấn. Bắt nó lại coi. Mày nằm yên đó. Trời ơi anh Tuấn, anh có sao không vậy? Trời ơi, chuyện ai người đó lo đi. Thôi khỏi đi, mệt quá. Giám đốc ơi là giám đốc. Bỏ ra. Tôi nói bỏ ra. Thôi. Tôi nói anh bỏ ra ngay chứ. Thôi anh ơi. Đi với em. Con tôi cũng bị đau ai lo. Chị. Dạ. Sao em dặn chị chuyện ở trong nhà, đừng có lôi người ngoài đường vô mà chị không nghe lời em. Cô nói vậy nghĩa là sao? Chị không hiểu hay là chị giả bộ không hiểu đây? Thiệt tình là tôi không biết nãy giờ cô nói gì hết. Chuyện mấy đứa con nít có gì ghê gớm đâu mà chị phải gọi chị Lan, làm phiền chị vậy. Trời đất, cô Lan mà là người ngoài hả cô? Với lại con bé Linh gọi điện cho cô Lan chứ tôi đâu có gọi. Cái gì? Bé Linh gọi? Ừ. Tại sao nó lại gọi? Chuyện là hồi sáng tôi khóa cửa phòng bé Linh lại để cho mấy đứa nhỏ khỏi vô đó chơi game. Rồi con bé Huệ nó nhào vô đánh tôi. Sao bé Huệ nói chị khóa cửa phòng rồi chị còn nhào vô đánh nó nữa? Chào hai người đẹp. Anh đang nói chuyện gì vui hả? Thì mấy người phụ nữ trong bếp nhiều chuyện thôi mà. Chồng mệt chưa? Tắm đi rồi ăn cơm ha. Ừ. Ủa, bé Linh đâu rồi? Bé Linh hả? Chắc bé Linh đang trên lầu chơi với bé Huệ đó. Vậy hả? Tắm đi. Đúng rồi, anh đi tắm trước. Sao bà ăn ít vậy? Ăn gom ăn gác có ngon lành gì đâu mà ăn nhiều. Bà nói gì kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Có phải trong mắt mấy người bây giờ tôi là gom là gác không? Bà nói vậy là sao chứ? Bà nói vậy là bà nói con coi bà là rơm là rác á hả? Từ nãy tới giờ con đâu có nói tiếng nào đâu. Vậy mà ba cũng không tha cho con nữa. Đó, chính mày coi tao như gom như gác, cho nên tao nói với mày như đàn gãi tay trâu. Mày có trả lời trả vốn gì đâu. Tôi nói không đúng hay sao mà nói tôi kỳ này kỳ nọ chứ? Không phải là con không trả lời ba, nhưng mà tại vì ba bắt con làm cái chuyện mà con không thể nào làm được. Vậy sao con làm ba? Tao bắt mày đi cướp của giết người hay sao mà mày làm không được? Tao chỉ kêu mày cưới vợ rồi tao mua nhà cho tụi bay ở đàng hoàng tử tế thôi mà. Ba đúng, nhưng mà con thương người này mà ba lại bắt con đi cưới người khác. Cái người con thương mà không cho cưới là sao? Sao mà con cưới được hả ba? Mày thương cái gì mà kỳ cục vậy? Cái con nhỏ đàng hoàng tử tế tao giới thiệu mày không thương. Mày thương cái thứ gì đâu mà là không ra gì hết. Nhưng mà cái chuyện đó, đập lên đây nè.
Ba ơi, bây giờ mà nói tới cái chuyện đó thì con với ba là cây lộn nữa. Coi như là con chịu thua ba. Con nghe lời ba, ba mua nhà cho con đi, rồi con sẽ lấy vợ. Chị Hằng. Dạ. Bữa nay chị có chuyện gì không vui phải không? Dạ, đâu có gì đâu anh. Tôi thấy có mà. Có chuyện gì chị cứ nói với tôi đi. Không sao đâu. Thôi, bây giờ tôi phải về nhà. Tối rồi. Tôi xin phép anh. Không. Để tôi mở cổng. Dạ thôi, không cần đâu. Tôi biết cách khóa cổng trong rồi. Thôi tôi về nha. Không. Chị, chị cứ nói đi. Có chuyện gì? Kể tôi nghe. Trong nhà của tôi có chuyện gì? Giữa chị và bé Huệ có chuyện gì trong nhà của tôi? Thật ra là tại vì tôi lo cho bé Linh. Chú Phan. Cô Thúy á. Cô Thúy ở trên phòng á. Cô Thúy muốn nói chuyện gì với chú Phan kìa. Cô đang ở trên phòng của bé Linh á. Thôi tôi xin phép nha. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Anh, em muốn nói chuyện riêng với anh. Thiệt tình là em mệt mỏi thằng cha nhà quê đó quá trời luôn đó. Thôi. Nè, uống miếng rượu đi. Rồi dịu giọng nói với anh. Rượu hả? Thôi em uống nước đi. Bực mình dễ sợ luôn á. Đang nóng. Chứ em đang bực bội, uống cho nó hạ quả. Nhưng mà em muốn nói chuyện riêng với anh. Anh chịu khó nghỉ ngơi mấy ngày á là sẽ đỡ đau thôi. Tại sao cái thằng mất dạy đó nó dám đánh anh vậy? Nó chỉ là đệ tử của thằng Tú thôi mà. Sao nó không sợ anh gì hết trơn vậy? Rồi em với thằng Tú nữa, đứng yên nhìn nó đánh giám đốc vậy đó. Anh phải nói chuyện này với thằng Cường mới được. Thôi, chuyện tới nước này rồi, em không có giấu giếm anh nữa. Cả ông Cường và chị Hương của em á đều kinh doanh nhà hàng, vũ trường, cà phê, karaoke ở bên quận nhất. Nhưng tất cả đều bị công an truy quét, bể ổ hết, nên mở cơ sở bên quận 2 này. Ông Cường và chị Hương không ai có thể đứng tên ở cơ sở 2 này hết. Như vậy quá ra thằng Cường nó thuê anh để làm bù nhìn thôi hả? Anh bỏ anh ra. Đừng anh, khuya rồi. Bỏ anh ra. Anh phải đi gặp thằng Cường, nói chuyện cho ra lẽ. Thôi, từ từ, chuyện đâu còn có đó anh. Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Lúc này mà anh để lộ mọi chuyện ra thì cả em và anh đều không sống nổi đâu. Anh nghe lời em đi. Ủa?
Kiên, đi vô coi thử bà nội tắm xong chưa, rồi mời bà nội ra ăn cơm, nhanh lên. Kiên, cô nói là không có coi tivi nữa, đi vô mời bà nội ra ăn cơm, lẹ. Đưa đây. Từ nãy tới giờ cô ba nói mà con không nghe hay sao mà con im ra. Tối ngày cứ chúi cái mặt vô cái tivi, rồi mai mốt cái mắt con ở nhà nó lè nhẹ hết bây giờ đó. Đi vô, mời bà nội ra ăn cơm. Ba mẹ con chưa có về mà. Thôi được rồi, mình không chờ ba mẹ con nữa. Đi vô mời bà nội ra ăn cơm, nhanh lên. Nhưng mà con muốn chờ ba mẹ con về. Bà nội nói phải có đủ người mới được ăn cơm. Tại sao cô ba nói con mà con lì quá vậy? Cứ thích ngồi coi tivi vậy? Kiên, cái gì vậy? Đưa đây. Nè, hai cô cháu làm gì mà ồn ào vậy? Bà nội ơi. Gì con? Má, má coi nó nè. Nó mới lên Sài Gòn có mấy tháng à, mà nó lì cũng không chịu nổi luôn á. Tối ngày cứ chúi cái mặt vô tivi, rồi mai mốt mắt nó cận thị không thấy đường cho mà coi. Con nghĩ coi, cả ngày nhốt nó trong cái chuồng này nè, nó không coi tivi chứ nó coi cái gì? Cô ba không cho con coi mà đây. Vậy cô vô phòng con coi nha bà nội. Ừ, vô coi đi. Kiên, con tại sao cô ba nói con mà con lì quá vậy? Cứ thích ngồi coi tivi vậy? Kiên, cái gì vậy? Đưa đây. Nè, hai cô cháu làm gì mà ồn ào vậy? Bà nội ơi. Gì con? Má, má coi nó nè. Nó mới lên Sài Gòn có mấy tháng à, mà nó lì cũng không chịu nổi luôn á. Tối ngày cứ chúi cái mặt vô tivi, rồi mai mốt mắt nó cận thị không thấy đường cho mà coi. Con nghĩ coi, cả ngày nhốt nó trong cái chuồng này nè, nó không coi tivi chứ nó coi cái gì? Cô ba không cho con coi mà đây. Vậy cô vô phòng con coi nha bà nội. Ừ, vô coi đi. Kiên, con thôi kệ nó đi, tội nghiệp nó. Má. Hôm ấy chút nữa anh chị hai về á, rồi mình khuyên anh chị hai mình về dưới quê ở cho nó khỏe má. Ý con sao? Con cũng muốn về nhà mình ở hả con? Dạ không. Ý con là con khuyên anh chị hai với má về dưới quê ở cho nó khỏe. Còn con á, con ở Sài Gòn lâu rồi, con quen rồi má. Rồi con không định lấy chồng sao? Dạ thôi, lấy chồng chi phiền phức lắm má. Nói vậy mà nó cũng được. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 27, 28 tuổi rồi. Đó, chưa chịu lập gia đình hay sao? Đàn bà con gái phải có gia đình con à, rồi sanh con đẻ cái nè, thì mới là phụ nữ chứ con. Thôi, má, con nó buồn quá. Thôi cho con ăn cơm đi. Với lại thằng kia nó cũng phải ăn nữa. Còn má nha, má lớn tuổi rồi, cũng phải ăn uống đúng giờ, không thôi là đã bao tử đó. Thôi đi ăn cơm. Mỗi đi ăn cơm lần má. Nhắc tới chuyện này là nó đánh trống lảng. Thôi mà đi ăn cơm đi, con đói bụng quá. Đây má ngồi đây nha. Cầm cầm. Hôm nay con nấu đồ ăn ngon lắm đó. Kiên ơi, ra ăn cơm đi con. Dạ con không có ăn. Nè, ra đi ăn với nội nè con. Ông không thể nào nói chuyện với tôi như vậy được. Tôi nói với ông rồi, tôi trả lương cho ông, ông chỉ việc ngồi làm giám đốc và ký giấy tờ thôi. Làm giám đốc mà ngồi ký không thì làm cái gì? Nhiều khi tôi ký mà tôi không biết đó là giấy tờ gì nữa. Tôi không muốn làm bù nhìn, ông hiểu không? Làm giám đốc mà không có một chút quyền hành gì trong tay, thậm chí ra lệnh cho một thằng tay chân cóc ké của thằng nhân viên mình thôi mà nó cũng không nghe là sao? Ai mượn ông ra lệnh làm cái gì? Việc ai người đó làm? Ông không cần biết quá nhiều về công chuyện của tôi. Tôi nói nhanh luôn cho ông hiểu, ông chỉ làm bình phong cho tôi mà thôi. Tại sao ngay từ đầu ông không nói cho tôi biết? Nói với ông ngay từ đầu để làm cái gì? Nếu từ đầu mà tôi biết, tôi đã không đùm túm vợ con tôi lên đây rồi. Vậy bây giờ ông đã biết rồi đó, thì sao? Tôi không làm bình phong cho ông nữa, tôi nghỉ việc.
Làm cái gì vậy? Tránh ra coi. Tôi nói nghe không? Ủa chị hai? Hả? Sao rồi đầu trễ quá vậy? Có chừng bệnh đó nha. Thì ngày nào chị cũng đi từ sáng sớm, tối mịt mới về. Có thời gian đâu mà gọi hả em? Sao giờ này anh hai chưa về nữa hả? Thì ngày nào cũng vậy mà. Chị hai. Hả? Em muốn bàn với chị chuyện này nè. Chuyện gì? Thì lúc trưa em có ghé tới chỗ anh hai làm việc á. Vậy hả? Ừ. Mà có chuyện gì vậy em? Em thấy chỗ làm việc của anh hai nó sao sao á chị ơi. Toàn là gái đẹp đi ra ra vô vô không à. Trời đất ơi, người ta làm kinh doanh nhà hàng khách sạn, chuyện gái đẹp vô ra là chuyện bình thường mà. Có gì đâu mà em phải lo. Chị tin anh hai em nhiều đến vậy hả? Không tin làm sao hai vợ chồng chị sống với nhau tới bây giờ. Với lại chị biết tính anh hai em, hiền lành, thiệt thà. Không có ba cái tính trăng hoa đâu mà em lo. Chị hai, em nói nghe, em khuyên chị thật lòng á. Ở dưới quê là khác, trên Sài Gòn khác. Chị mà cứ lơ là như vậy á, có ngày mất chồng như chơi nha chị. Chị biết tính anh hai em, không bao giờ thay đổi đâu. Hai vợ chồng chị sống với nhau cả chục năm nay rồi mà. Alo. Hôm nay Tuấn nó bận việc với anh, tối nó không về được. Em đừng đợi cửa nó nghe. Ủa vậy là anh Tuấn ngủ lại khách sạn hả anh? Ừ, hôm nay anh cũng ngủ trong khách sạn mà. Khách sạn của nhà, không tốn tiền đâu. Em đừng có lo. Dạ. Vậy em chào anh. Ừ, ok. Giờ anh gọi cho anh phải không? Quy tắc đầu tiên là không được tò mò. Em nghe chưa? Kéo lên. Cái cô này nè. Cô này nè. Trời, tắt. Giả bộ ngủ đi. Giấu lên. Giấu dưới gối nè. Nằm xuống. Nằm xích qua kia. Thôi nằm bên đây đi. Rồi. Chú Phan. Bé Linh ngủ chưa? Dạ, em Linh ngủ nãy giờ rồi chú. Chú tìm gì vậy chú? Cái iPad của Berlin đâu? Chú tìm iPad làm gì chú? Tôi không muốn để iPad trong phòng Berlin nữa. Ờ, trong đây không có iPad đâu chú. Ở ngoài phòng khách không có. À, chú, Berlin nó khó ngủ lắm chú. Nó mới vừa ngủ được đó chú. Chú mở đèn vậy em lên thức sao? Có gì á, để mai đi. Ờ, con tìm iPad xong rồi, mai con đem cho chú nha. Dạ.
Sao má dậy sớm vậy? Sớm gì nữa con, sáng bảnh mắt rồi. Nè, thằng Tuấn đêm hôm nó lại không về nữa phải không con? Dạ, chắc ảnh kẹt công việc ở công ty đó má. Công việc đến nỗi á, không về nhà ngủ với vợ với con hay sao? Bộ làm giám đốc phải bận túi bụi như vậy đó hả? Sáng nay má ăn gì để con nấu cho má ăn? Thôi khỏi con, má ăn cái gì cũng được hết trơn á. À con nè, hôm qua có giấy báo tiền điện, mà sao tiền điện tháng này sao mà quá trời vậy con? Chắc là tháng nay mình xài nhiều đó má, để con coi lại. Coi lại mà tiết kiệm nha, chứ má thấy quá trời quá đất chóng mặt luôn. Dạ. Cô ba ơi. Cô ba, dậy đi cô. Bữa nay có đi làm không mà sao ngủ dữ vậy nè? Gì chị ơi, mày không có đi làm, em được nghỉ phép ở nhà mà. Trời đất, may quá. Vậy chút nữa chị nhờ cô ba nấu nuôi cho cô Kiên ăn giùm chị nha. Em biết rồi. Chị cảm ơn nha, chị đi làm đây. Kỳ này bên hải quan Singapore làm căng lắm, thành ra phải thêm chi phí làm các thủ tục cho gà nữa. Vậy thì anh đổi địa điểm khác đi, sang Mã Lai cũng được. Khách hàng không thích đi Mã Lai, khách hàng là thượng đế mà em. Thôi, tùy em tính, anh chỉ làm theo lệnh của em mà. Thôi được rồi, có gì em sẽ nói chuyện lại với Cường. Hình như là ngày hôm qua công ty của Cường có chuyện lộn xộn gì đó. Chuyện gì anh? Đánh nhau. Ai đánh với ai? Ủa, con Hà nó không nói cho em biết sao? Dì Năm. Dạ. Con Hà nó dậy chưa? Dạ chưa thấy cổ dậy cô hai ơi. Kêu nó xuống liền đây, tôi nói chuyện với nó coi. Dạ. Thôi anh về đi. Nè, chưa tới giờ mà. Anh phải chạy về quê, bà già bệnh. Anh đó, đừng có giả bộ đóng kịch với em. Có hẹn với con nào đúng không? Em lúc nào cũng đa nghi hết. Bà già bệnh kêu anh chạy về chở bà lên Sài Gòn khám bệnh. Thiệt mà. Nếu em không tin á, về quê với anh đi. Em nói cho anh biết nha, anh á mà lừa dối em á thì anh không có yên đâu. Anh ngu gì lừa dối em? Sao, có về quê ra mắt bà già chồng không nè? Thôi, hôm nay em bận công chuyện rồi. Vậy có gửi gắm gì không? Được rồi, chờ em tí nha. Đừng có gọi, anh sẽ tới liền. Đang kẹt xe, trễ có 30 phút mà. Ừ, anh biết rồi. Ừ.
Cái thằng cha này chưa nói xong mà tắt máy rồi. Bữa nay em đi đâu? Em đi quay phim ở Long Thành. À, ô, à, tối có về không? Sao anh hỏi vậy? À, thì bình thường em đi quay và buổi tối không về mà. Anh muốn em không về đúng không? Ý em là sao? Anh không hiểu. Ý em là anh muốn em đi luôn chứ gì? Để làm gì? Để anh ngủ với người khác chứ gì nữa. Tại sao càng ngày anh thấy em càng không tin tưởng anh? Hay ghen quá? Ừ, phải rồi. Bây giờ có người đâu có muốn cưới em làm vợ đâu. Em phải lo lắng chứ. Em xin lỗi, nhưng mà đúng là em thấy không có yên tâm. Nhất là sau khi nhận đính hôn anh tặng em bị người ta lấy cắp nữa. Em nghe anh nha. Anh nghĩ là hôn nhân không phải để giàn buộc, mà tình yêu mới quan trọng. Nhưng mà em là con gái. Ở Việt Nam, con gái chưa có chồng mà đã có con sẽ bị người ta chê cười. Rồi lỡ anh về Pháp, anh bỏ em thì sao? Em muốn sang Pháp ra mắt gia đình anh. Thôi được rồi. Nhớ nha. Chị Hương, vào trong nói chuyện với chị. Dạ. Hôm qua có chuyện gì ở công ty? Tại sao em không báo cho chị biết hả Hà? Ờ, đâu có chuyện gì đâu. Em đừng có giả bộ xạo với chị. Thằng Tuấn đánh nhau với ai? Ổng gây gỗ với ông Tú mà. Tại sao lại gây gỗ với thằng Tú? Thì cũng tại ông Tú với lại đệ tử của ổng á, kiểm tra hàng gì mà thô bạo quá. Anh Tuấn anh nghe được thì tưởng là hiếp cho nên là mới nhảy vô can thôi. Rồi sao nữa? Thì có đánh nhau nhưng bây giờ thì xong hết rồi. Vậy giờ thằng Tuấn sao rồi? Nó có biết cái chuyện kiểm tra mấy đứa con gái như thế nào không? Em nghĩ là biết á. Ai nói cho nó biết? Hình như là anh Tuấn đi gặp anh Cường. Hà, chị thấy em dạo này nhấp nhem tình cảm với thằng Tuấn rồi đó. Chị nói cho em biết, làm ăn không thể để tình cảm xen vào lẫn với công việc. Em hiểu chưa? Chị cấm đó. Thôi, em đi lên công ty đây. Hôm nay em có hẹn với mấy người bên công an phường. Hà, chị nói em có nghe không? Thằng Tuấn là thằng nhà quê, chị thuê nó lên đây để làm bù nhìn. Mà bù nhìn á, thì tôi muốn dẹp nó lúc nào là tôi dẹp. Đừng có ngu ngốc mà đâm đầu vào yêu nó. Chị cấm đó. Em thấy á, chị nên lo cho chị trước đi. Má. Ừ? Má để đó đi. Con làm cho. Con đang nghỉ phép mà. Thôi,
Để má làm cho nó đỡ buồn. Bây nhốt tao trong cái chuồng gà này, riết chắc tao điên quá. Má, con nói nghe nè. Ừ? Chút nữa cái con dẫn má với lại cô Kiên đi ra công viên chơi nha. Ừ? Mình đi công viên xong, cái con chở má với cô Kiên đi vô siêu thị chơi nữa. Ừ? Tiền bạc đâu mua sắm hoài vậy con? Trời trời, thì mình đi vô trong siêu thị, mình nhìn người ta mua sắm cũng được mà má. Mày rảnh quá. Đi nha má. Ý, chắc anh hai mày về đó. Anh hai về giờ này hả má? Thôi để con ra con mở cửa nha má. Ừ. Trời, sao tự nhiên anh tới đây? Tới đây kêu em đi làm, chứ đâu có nghỉ ngang sương được. Em đã nói với anh rồi, em sẽ kiếm đủ tiền để trả cho anh. Anh đi về đi. Nói vậy thôi, chứ đời nào mà anh đi đòi nợ em. Anh tới đây để tặng em một món quà. Quà gì? Đây, quà của em. Em thấy có đẹp không? Tụi bay cho nó uống liều cao lắm hay sao mà giờ này nó nằm bất tỉnh vậy? Đâu có, vẫn liều bình thường. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó xài đó, nên nó hơi bị phê quá. Thôi, mau sóc nó về đi. Trưa rồi, chúng nó còn làm việc với công an phường nữa. Tụi bay chăm sóc nó cẩn thận giùm. Nó mà dở chứng nó khai hết là đi ăn cám nghe chưa? Em biết rồi mà. Thôi, anh yên tâm đi, để đó em lo. Trời, bị trầy hết trơn. Uổng quá, mặt đẹp mà bị trầy hết trơn. Bầm nữa. Sao vậy? Tú. Ông làm gì vậy hả? Bà làm gì giống như trời sập vậy? Ông đúng là đồ bệnh hoạn gớm ghiếc. Bà nói ai là bệnh hoạn gớm ghiếc? Bà mới bệnh hoạn gớm ghiếc á. Ông mới làm gì anh Tuấn đó? Tôi... Có phải hôm qua ông ngủ ở đây không? Thôi được rồi, thích thì tôi nhường cho. Nhưng mà nè, làm sao cho cái mặt ông bớt sưng, bớt bầm đi kìa, để lát nữa còn gặp công an đó. À, mà vậy sao để nói chuyện cho công an khéo khéo á? Khi mà gặp công an, tôi dặn rồi đó, làm hổng khéo hổng tốt á, coi chừng mấy sếp cho lên đường phá đám. Vậy đi anh Tuấn. Ủa, anh ngủ ở đây cả đêm đó hả? Trời ơi, anh ngủ ở đâu mà anh còn không nhớ nữa hả? Anh bị sao vậy? Anh không nhớ nữa. Nè, anh... Anh mới bị ai đánh đúng không? Cái vết thương này là vết thương mới nè. Hôm qua em về, anh có ngủ luôn không vậy? Hả? Nhà Phan, anh có muốn nghe không? Đâu, đưa đây. Alo, Tuấn nghe. Ai vậy?
Alo, ba thằng Kiên hả? Anh khỏe không? Cũng bình thường thôi. Tối hôm qua bận công việc lu bu quá, anh quên gọi điện thoại về cho em. Ủa, chứ không phải anh nhờ anh Cường gọi điện thoại cho em hả? Anh quên mất. Gọi anh có chuyện gì không? Tại sáng nay em phải đóng tiền điện, tiền nước, rồi tiền dịch vụ, tới 3 triệu mấy lận. Mà em hết tiền rồi. Anh quên đưa tiền lương tháng này cho em. Thôi để có gì anh về anh đưa cho em sau nha. Cô nha, cô dám lấy điện thoại nhà nói chuyện nha. Tiền điện thoại tháng này mà mắc hơn tháng trước á là cô tính đó. Con mé Út à. Cô Hằng, cô mé chú Phan là tụi con chơi iPad đúng không? Cô đâu có nói gì đâu. Cô không có nói là không ai nói hết trơn á. Sao cô lại dám chắc là cô nói? Cô đừng có đóng kịch với con nữa. Cô chứ không ai á. Cô biết tụi con chơi iPad chứ không ai á. Cô mé chú Phan đúng không? Cô Hằng, chuyện gì? Thì cô trả lời đi, cô khi dễ con đúng không? Sao con lại hỗn hào như vậy? Cô nói cô không nói là cô không có nói. Còn cái chuyện chú Phan biết tụi con chơi iPad với nhau thì cô không có biết. Cô không nói thì không ai nói ở đây trơn á. Ừ, thì cô nói được chưa? Tiếc ngay mà. Lần này á, cô biết tài tôi. Ngon không? Nice, thank you. Dạ, mời cô uống nước. Dạ, cảm ơn. Ăn đi. Anh rể của Lan đó, dễ thương lắm. Ông có định cưới cô Thúy gì đó không? Không biết nữa, thấy ảnh chần chừ hoài à. Hay là ổng thích Lan? Bậy nè. Anh Phan. Chào Lan. Anh ngồi đi. Xin chào. Cảm ơn em. Bữa nay anh không đi làm hả? Trưa nay anh mới có hẹn. Anh giấu iPad chưa? Sáng nay lấy rồi. Nhưng anh thấy lo lắng. Chuyện gì? Cô bé Huệ, cháu của Thúy, Nó có vẻ không trung thực. Không sao đâu, nó cũng là con nít thôi mà. Còn chuyện này nữa, anh cần ý kiến của Lan. Anh nói đi. Từ sau khi mất chiếc nhẫn đính hôn thì Thúy cứ hối thúc anh chuyện cưới xin. Anh thấy khó xử quá. Thì theo Lan nên như thế nào? Anh có sợ không? Sợ gì? Thì sợ qua mặt bà Trùm đó. Võ quýt dày thì có móng tay nhọn mà em. Với lại phụ nữ dù có thông minh, quyền lực, giàu có tới đâu cũng luôn luôn có một điểm yếu. Điểm yếu của bà Hương là cái gì? Không chồng, không con. Tiền thì nhiều, nhưng sống cô đơn. Thành ra luôn khát khao tình yêu chân thật. Còn anh thì diễn quá sao? Không bằng em. Em còn diễn giỏi hơn anh. Quan trọng là khi nào thì em có hộ chiếu công dân Pháp thứ thiệt. Chưa có gì cam kết chắc chắn hết.
em cố gắng đúng thời điểm với anh nha. Chứ bà Hương đang ép anh cưới bà đó. Thì anh cứ lo hốt một nửa tài sản của bà trước đi. Em tới rồi hả? Anh cứ tưởng là em không tới không á. Em ngồi xuống đi. Anh gọi em ra đây có chuyện gì không? Em ăn uống gì chưa? Đến kêu cái đã. Em ăn với má em rồi. Vậy em uống dâu ua chanh dây nha. Em ơi, cho một ly dâu ua chanh dây. Dạ. Có chuyện gì anh nói lẹ đi, em còn phải đi về nữa. Anh báo cho em một tin vui nè. Chiều nay anh sẽ chở ba anh đi tới đặt cọc cái nhà hôm bữa em chọn đó. Chuyện đó là của anh với ba anh, đâu có liên can gì tới em nói làm gì. Sao không liên quan? Anh mua nhà xong thì anh sẽ cưới em mà. Bộ ba anh đồng ý rồi hả? Thì chưa. Nhưng mà anh có kế hoạch rồi. Anh nói kế hoạch của anh cho em nghe nha. Kế hoạch gì nói đi. Kế hoạch của anh là, ba anh nói á, khi mua nhà xong, ba anh sẽ dẫn mấy đứa dưới quê lên cho anh coi mắt. Anh mà gật đầu một cái hả, là ba cưới cho anh liền à. Anh gật đầu ai, anh cưới ai, đó là chuyện của anh với ba anh, đâu có cần nói cho em biết. Em bình tĩnh đã. Nhưng đây mới là kế hoạch của anh nè. Anh sẽ không gật đầu với bất cứ cô gái nào hết. Rồi lúc đó ba anh sẽ nản. Rồi từ từ anh sẽ đưa em về. Trời ạ, ba sẽ thương em giống như là thương anh vậy thôi. Đúng không em? Bây giờ mình đi đường thẳng không được, thì mình đi đường vòng nha. Em biết anh là người đàn ông tốt. Em biết anh yêu em thật lòng. Anh tốt với em. Nhưng mà Em không có xứng đáng với anh đâu. Em nói thật đó. Em Anh yêu em nhiều lắm. Nói nghe nè. Con. Cô. Trả iPad cho con. Cô đâu có giữ iPad của con. Không biết đâu, cô phải trả iPad cho con. Trả. Cô nói là cô không có giữ iPad của con. Trả iPad cho con. Cô không có giữ iPad của con mà. Nhưng mà cô nghĩ là con cũng đừng nên chơi iPad nữa. Chơi iPad gì không có tốt. Mắt con hư á. Cô phải trả iPad cho con. Cô nói cô không có giữ, con phải tin cô chứ. Không biết đâu, cô xấu à. Trả iPad cho con. Cô đừng có dạy nữa, cô không có giữ mà. Gì vậy? Mày nghĩ làm sao? Tao lên đây làm ô xin hả? Nhà của Úc tao mà mày.
Ở trên đây nhà hơi bị bự luôn, bự gấp mấy lần ở dưới. Sài Gòn hả? Nhà nào nhà nấy bự quá trời bự luôn. Ừ? Tao trên đấy hả? Ăn, ngủ, chơi với bé Linh thôi. Sướng lắm. Hà đâu? Tôi không biết. Cô mới đi ra ngoài rồi. Nghe Hà nói mấy anh công an khu vực vui vẻ lắm hả? Vậy là tốt rồi. Cậu bắt đầu biết cách làm giám đốc giỏi rồi đó. Tôi muốn nói với ông một chuyện. Tôi muốn xin nghỉ làm giám đốc. Tại sao? Bây giờ ông mới bắt đầu biết cách làm giám đốc mà. Tôi thấy công việc này nó không phù hợp với tôi. Cái chức danh giám đốc này thiệt tôi không có làm được. Tôi thấy nó phức tạp quá à. Ông có biết mỗi tháng tôi phải trả cho ông 30 triệu để làm chức giám đốc này. Ông có biết không? Ông thử đi cả cái thành phố này coi, có ai may mắn được như ông không? Không trình độ, không kinh nghiệm, không nghề ngỗng. Tôi tạo điều kiện cho ông làm giàu, ông còn muốn cái gì? Ông nói cái gì vậy? Ông có lộ không vậy? Ông trả cho tôi 30 triệu hồi nào? 30 triệu gì? Tiền mặt 10 triệu, tiền nhà 10 triệu, tiền ăn uống, xe cộ tiếp khách cũng hơn 10 triệu rồi đó. Ông nghĩ số tiền này từ trên trời rơi xuống hay sao? Anh ơi, anh có sao không? Sao là sao? Anh uống từ chiều đến giờ rồi. Bây giờ nhà hàng của tụi em chuẩn bị đóng cửa rồi anh. Hả? Mấy giờ rồi mà đóng cửa? Dạ, bây giờ là 12 giờ rồi anh. 12 giờ à. Thôi đi về à. Anh ơi. Hả? Anh chưa trả tiền cho em. Tiền hả? Tiền chưa. Anh ơi, anh trả tiền cho em đi rồi về. Hay là em đưa anh về ạ? Chưa, anh chưa có về. Anh đi toilet một cái đã. Anh ơi, toilet ở bên này anh ơi. Toilet hả? Toilet hả? Ủa chị hai,
Làm gì mà giờ này sao không ngủ? Anh hai em còn chưa về nữa kìa. Chị thấy sốt ruột quá à. Không biết có chuyện gì không mà hai bữa nay ảnh không về nhà ngủ. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Thì chị gọi điện có thử ảnh ở đâu? Chị gọi hoài mà thấy ngoài vùng phủ sóng không à. Vậy hả? Vậy à, chị gọi cho anh Cường đi. Chắc anh Cường biết đó. Nhưng bây giờ cũng khuya quá rồi, gọi cho người ta ngại lắm. Thôi vậy đi, chị muốn tới công ty của ảnh không? Em đưa chị đi. Alo. Anh Tú hả? Anh có đi với anh Tuấn không? Sao em gọi ảnh từ tối giờ không được vậy? Tôi đâu có quản lý giám đốc của cô đâu mà hỏi tôi. Nhưng mà hồi tối nay anh rủ ảnh đi nhậu mà. Ừ. Nhưng mà nhậu xong rồi về rồi. Vậy là anh Tuấn về nhà luôn hả? Đâu có biết. Tôi về trước, Tuấn về sau. Ở quán nào? Alo. Anh Tú hả? Anh có đi với anh Tuấn không? Sao em gọi ảnh từ tối giờ không được vậy? Tôi đâu có quản lý giám đốc của cô đâu mà hỏi tôi. Nhưng mà hồi tối nay anh rủ ảnh đi nhậu mà. Ừ. Nhưng mà nhậu xong rồi về rồi. Vậy là anh Tuấn về nhà luôn hả? Đâu có biết. Tôi về trước, Tuấn về sau. Ở quán nào? Cô là ai vậy? Chứ hai người là ai? Và muốn gì? Tôi tới tìm anh Tuấn, giám đốc công ty này nè. Được không? Vậy cô là cái gì của anh Tuấn? Đây á, là chị Hằng. Là vợ của anh Tuấn. À. Còn tôi... tôi là em gái của anh Tuấn. Vậy được chưa? Nhưng mà hai người có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Bây giờ là 1 giờ sáng. Không có một người giám đốc nào làm việc ở đây 1 giờ để cho hai người tìm hết. Cô. Dạ xin lỗi cô. Tại vì hai bữa nay anh Tuấn không có về nhà ngủ. Tối qua tới giờ tôi gọi điện cho anh hoài không được. Tôi cũng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với ảnh không nữa. Không có gì đâu chị. Chắc là anh Tuấn đi làm việc với anh Cường thôi. Bây giờ chị cứ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ nói anh Tuấn gọi điện cho chị nha. Nhưng mà Liên. Chị hai. Cô, cảm phiền cô. Nếu ngày mai cô có gặp anh Tuấn thì nói anh Tuấn gọi về nhà để nhà khỏi lo nha cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Chị hai. Chị hai. Liên. Đi em. Nhưng mà dạ tôi xin phép cô. Chị vô em. Vô. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bữa nay buồn quá. Ủa mà hồi nãy em nói là quê em ở đâu à? Anh xỉn thật rồi. Em nói ở Vĩnh Long 3 lần rồi mà anh không nhớ gì hết hả? Đâu có. Không có nhớ. Ủa mà em tên gì vậy? Xí. Hỏi rồi. Hỏi rồi nào? Xạo hoài. Không có. Chưa có hỏi. Không nhớ gì luôn á. Tên gì vậy? Tên Vân chứ còn tên gì nữa.
À, tên Dân. Vô đi Dân, vô, vô đi Dân. Ủa đâu mất tiêu rồi? Chị là ai? Tôi là vợ. Bộ mấy người tính dụ dỗ cho người ta uống say khướt rồi dở trò moi tiền đúng không? Dạ. Nè, chị ăn nói lại cho đàng hoàng nha. Chị có biết là tôi mệt mỏi với chồng chị lắm không? Có chồng mà không biết giữ, còn đến đây trách tôi làm sao? Cô. Nè, cô đừng tưởng là tôi không biết mấy loại người như cô, chuyên đi dụ dỗ người khác rồi moi tiền thôi. Tốt đẹp cái gì? Bà lôi ổng về rồi tính tiền cho tôi nghỉ ngơi nữa. Bà nói thêm tiếng nữa tôi tát vô mặt bà giờ nghe chưa? Cô dám. Tính tiền nhanh đi còn cút xéo giùm. Cái gì mà ồn quá vậy? Hả? Anh. Cô là ai? Tới đây làm chi đây? Hả? Trả tiền cho người ta chưa? Tiền hả? Tiền thì trả tiền có gì đâu. Tiền hả? Nè, tiền là anh không có thiếu, rồi lấy đi. Đem bill ra đây, đếm có bao nhiêu lon. Vậy thôi đi về nha. Anh. Về nha. Về về. Về bạn ơi, đi về. Về. Nè, anh đi đâu vậy? Chờ em tính tiền đã. Nè. Cái gì? Người chứ có phải trâu bò đâu. Nghĩ sao mà một mình ổng có thể uống hết hai thùng bia này? Bộ mấy người khui bia để tắm hả? Bà ra bà đếm lon giùm tôi đi. Hồi chiều ổng uống thêm với hai người nữa. Không hai thùng mới là lạ. Miệng ra. Cần hít sâu vô, cố gắng hít sâu vô. Con đỡ hơn chưa? Con khỏe rồi đúng không? Ba đi làm rồi con. Ba làm giám đốc, ba làm cả đêm luôn hả mẹ? Ừ, thì ba phải làm suốt đêm như vậy thì mới có nhiều tiền chứ. Vậy mình lên Sài Gòn mình mới có nhiều tiền hả mẹ? Ừ, đúng rồi. Vậy ở trên đây con cũng phải làm nhiều mới có nhiều tiền hả mẹ? Ừ, thôi ngủ đi. Còn nhiều chuyện quá à. Dạ. Ủa, sao má dậy sớm quá vậy? Đêm hôm chồng con á, nó lại không về nữa phải không? Dạ, tối qua anh kẹt công việc má. Công việc gì?
công việc gì mà không nhớ vợ nhớ con, rồi không nhớ đường về luôn sao? Thì tại làm giám đốc kinh doanh mà má, có nhiều việc lắm. Rồi làm giám đốc vậy rồi ban đêm cũng làm luôn hả? Dạ, thì tại buổi tối anh không phải tiếp khách nữa. Với lại anh kinh doanh về nhà hàng khách sạn, thành ra có nhiều việc lắm. Nhưng cũng phải gọi điện về nhà một tiếng chứ. Dạ không. À, má ăn cái gì để con đi nấu? Nghe đâu bữa nay cô Liên dẫn má với cô Kiên đi siêu thị chơi. Để con vô kêu cô Liên dậy, rồi cả nhà mình ra ăn sáng một bữa nha má. Nè, má hỏi một đường con trả lời nẻo vậy? Hay là Tuấn nó có chuyện gì? Không có gì đâu má, má cứ lo không à. Trời ơi, giám đốc gì mà ngủ tới giờ này? 9 giờ rồi, dậy. Ơi. Ừ. Dậy. Để yên cho người ta ngủ coi. Không có được mà, vậy còn đi làm nữa. Ôi mà. Anh ngồi dậy cho em. Ôi. Ôi da. Ôi. Ủa đây là ở đâu ạ? Chứ anh nghĩ đây là ở đâu? Anh tưởng nhà anh chứ. Rồi anh có tưởng luôn em là vợ của anh không? Nè, vết thương của anh còn đau không vậy? Hôm qua say bí tỉ có thấy đau gì nữa đâu. Mẹ em đưa anh về đó hả? Chứ anh nghĩ là còn ai khác đưa anh về nữa. Hồi tối á, giờ anh tới đây tìm đó. Hả? Thiệt không? Ba, cái chuyện này em đâu có giỡn. Rồi sao nữa? Đâu có sao đâu. Ừ, sao giờ anh biết chỗ công ty? Rồi tới hồi nào? Có hỏi gì nữa không? Giờ anh tới với cô em gái của anh đó. Lúc đó cũng hơn 1 giờ rồi. Không có hỏi gì, mà chỉ là lo lắng cho anh, không biết anh có bị sao không. Với lại chỉ gọi cho anh hoài mà không có được đó. Điện thoại của anh hết pin rồi. Lấy điện thoại em gọi đi. Sao? Thấy nội mặt bà ba đội nón bảo hiểm đẹp không? Dạ đẹp, bà nội đẹp nhất trên đời. Yeah. Yeah. Vui không con? Dạ vui. Trời đất ơi. Má, mình đi xe hơi chứ không phải đi xe máy đâu. Bỏ nón bảo hiểm ở nhà đi. Thôi con ơi, đi xe hơi tốn tiền lắm. Xe của con mà, chỉ có tốn tiền xăng thôi à. Hả? Gì? Xe của em á hả? Ở đâu ra vậy? Xe em mượn. À vậy hả? Dạ. Ủa con biết lái xe luôn hả? Trời đất ơi má, con có bằng lái xe luôn á. Ồ sao mà ai tốt dữ vậy ta? Bạn con má không biết đâu. Thôi đi chơi. Đi. Yeah. Chị nghe điện thoại đã. Alo. Anh không sao? Tối hôm qua anh uống say quá cho nên anh ngủ lại khách sạn. Em nói má đừng có lo nha. Dạ. Bây giờ cô Liên dẫn má với cô Kiên đi siêu thị chơi, còn em thì đi làm. Ờ, em nói Liên á, chạy xe cẩn thận nha. Dạ, cô Liên chở đi mà. Anh. Cô Liên có xe 4 bánh rồi đó. Ủa, thiệt hả? Tiền đâu nó mua vậy? Thôi em đi nha. Thôi đi, đi má. Yeah, đi thôi. Bộ có chuyện gì hả anh? Chắc anh xin với thằng Cường cho anh nghỉ làm giám đốc. Hả? Tại sao? Tại sao phải nghỉ làm? Có chuyện gì hả? Anh thấy làm cái này không ổn em mà. Em nghĩ là anh nên nói chuyện với anh Cường trước đi.
khoảng 40 phút nữa nếu không kẹt xe. Em. Ủa, anh? Anh chưa đi hả? Anh có chuyện muốn nói với em. Để chiều về nói được không? Không được, ngay bây giờ. Vậy 5 phút thôi nha. Em đi khám bác sĩ sao rồi? Bác sĩ chưa nói gì. Tại sao? Tại còn phải xét nghiệm một số thứ nữa. Khi nào Anna rời khỏi Việt Nam? Em cũng không biết nữa. Em không biết thì ai biết? Anh hỏi vậy là sao? Em biết là anh muốn nói cái gì mà. Giữa em và Anna có mối quan hệ không bình thường, rất là mờ ám. Là sao? Anh muốn nói gì? Anh nói cho em biết, nếu từ nay tới cuối năm mà em vẫn không có thai thì bắt buộc anh phải tìm người mới thay thế em, để con nói giỏi cho anh. Alo, anh nghe nè. Hằng, Hằng ơi. Dạ. Hằng dọn phòng ngủ trên lầu giùm tôi được không? Anh đi làm chưa? Không không, bữa nay có khách. Vậy anh có muốn là tôi lên dọn liền bây giờ không? Không, chút nữa cũng được. Dạ. Sao cô không hỏi khách nào? Cô là phụ nữ Việt Nam thứ hai, tôi thấy không tò mò nhiều chuyện. Chút nữa em trai của tôi sẽ về đây ở chơi với tôi vài ngày. À, nhà anh có mấy anh em? Hai anh em. Em trai là đã 22 tuổi. Dạ. Bé Linh dậy chưa? Ăn sáng chưa? Dạ chưa. Em có gõ cửa phòng nhưng mà không có được. Còn bé Huệ? Dạ cũng chưa luôn. Cảm ơn. Hằng, làm cho tôi một ốp la nha, với bánh dạ, mì. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy trời? Đã nói là để cho người ta ngủ mà làm cái gì đập cửa rầm rầm vậy trời? Chú Phan. Chú Phan. Đêm qua lại chơi iPad đúng không? Dạ. Đâu có chơi iPad đâu. Tụi con ngủ mà. Trả iPad cho con. Con, nghe papa đi. Papa sẽ giao iPad cho cô Hằng. Rồi mỗi ngày con chỉ có được chơi một tiếng đồng hồ thôi. Hiểu không? Rồi buổi tối đúng 9 giờ đi ngủ. Ok chưa? Thôi, con không chịu đâu. Khi nào con học thì con sẽ không chơi. Nhanh lên. Một. Hai. Con đi rửa mặt đi. Xong, đi ra ăn sáng. Và sau khi ăn sáng, con và papa sẽ nói chuyện chút xíu về vấn đề đó. Nín. Em nín đi. Em nghe chị nói nè. Ba em nghe lời bà Hằng á. Bây giờ như vậy, tối bà Hằng không có ở đây đâu. Chị lấy iPad cho em chơi nha. Nhưng mà bây giờ nín. Đi vô đánh răng rửa mặt. Để thôi chú Phan chửi. Chửi chị luôn á.
Xong chưa? Dạ rồi. Dạ mời anh dùng. Cảm ơn cô. Cô Hằng, lấy iPad và cất trong tủ, khóa lại nha. Berlin, đi học về thì cho nó, nhưng mà chỉ chơi một tiếng đồng hồ mỗi ngày, ok? Dạ, chắc tôi không làm được đâu anh. Hay là anh nhờ cô Thúy đi. Không được. Tôi tin cô Hằng mà. Cường à, ông ngồi đi. Tôi xin lỗi ông. Tôi biết là ông tốt với tôi, tốt với gia đình tôi. Nhưng mà thật sự tôi thấy công việc này nó không hợp với tôi. Tôi muốn xin ông cho tôi nghỉ. Ông định đưa gia đình, vợ con về lại với quê hay sao? Chắc là vậy. Giấc mơ làm giàu của ông tan biến một cách dễ dàng như vậy à? Tôi sẽ tìm người thay thế ông, điều đó không khó chút nào. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ rất khó cho ông đó. Tôi biết là ông tốt với tôi, nhưng mà tôi không nghĩ là ở trên Sài Gòn này kiếm tiền khó tới như vậy. Tôi thấy công việc này thiệt tình là không hợp với tôi. Ông có biết là bây giờ ông không thể nghĩ được Tuấn à? Tại sao? Tôi thì không sao, nhưng bà Hương chắc chắn sẽ làm khó ông đó. Khó, khó là khó làm sao? Tôi nghe nói cậu muốn từ chức giám đốc hả? Dạ phải. Tôi thấy công việc này nó không hợp với tôi. Tôi muốn xin chị cho tôi nghỉ. Được thôi. Cậu chỉ việc ký vào đây, tôi sẽ giải quyết thủ tục cho cậu. Cái này sao chị bắt tôi ký vô giấy nợ? Tôi có mượn tiền gì chị đâu mà chị bắt tôi ký nợ 300 triệu. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu không nhớ gì hay sao? Thôi được rồi, tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ. Bây giờ tôi tính sơ sơ thôi nha. Tôi bỏ ra gần cả 1 tỷ bạc để thành lập công ty cho cậu làm giám đốc. Giấy tờ thủ tục hơn cả 100 triệu đó. Rồi tiền tôi thuê chung cư cho gia đình cậu ở trong vòng 4 tháng. Tôi thuê người để đào tạo cậu thành một giám đốc cũng đã hơn 100 triệu. Còn nữa, tiền lương 4 tháng là bao nhiêu? Và chưa kể công của Cường ra công an làm giấy tờ KT3 cho gia đình của cậu ở trên này cũng tốn cả 100 triệu. Suy nghĩ lại, tôi lấy cậu 300 triệu là tôi còn thương gia đình cậu đó. Tôi chưa tính lãi. Thôi được rồi,
Tôi còn chuyện phải làm nữa. Tôi đi trước đây. À, Cường nè, tôi nhắc cho cậu nhớ, lần này nên rút kinh nghiệm đó nha. Làm ăn mà dính vào tình cảm bạn bè khó xử lắm. Ủa, tới đây được rồi, quà cáp làm gì? Đưa anh. Em vô nhà đi. Sao anh nói là anh mời em tới Tân Gia mà sao không thấy bày biện tiệc tùng gì hết trơn vậy? Chủ yếu á, anh muốn em lại đây để coi nhà thôi. Em thấy đó, cũng may bà chủ bà đi bà để là hết đồ nên khỏi mua gì hết luôn đó. Em vô nhà đi. Đẹp không? Anh tìm ở đâu mấy cái hình này vậy? Hồi đợt trước anh dẫn em đi chụp, em không nhớ hả? Thôi đi vô đây ngồi. Đi em. Đi. Ôi ôi, nhà đẹp quá bác bảy. Kìa kìa. Em mệt rồi phải không? Uống miếng nước đi cho khỏe, nghỉ ngơi chút xíu đi. Anh xuống bếp anh nấu gì cho em ăn ha. Uống đi em. Em sao vậy? Sao không uống một miếng cho khỏe hả? Đi đường mệt lắm phải không? Có khi nào muốn bệnh không? Hơi nóng nè, để lấy thuốc cho em uống nha. Anh Quang, em đã nói là anh quên em đi rồi mà, sao anh cứ phải khổ vì em như vậy hoài hả? Bà anh nói đúng á, em không xứng đáng với anh đâu. Em, em đừng có nói như vậy nghe không? Anh chỉ yêu có một mình em thôi. Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh cố gắng thuyết phục ba anh, tìm đủ mọi cách để mua cái nhà này là vì em. Vì em tất cả, em biết không? Em thương anh. Em thương anh nha. Em về đây. Em về đây em sống với anh nha. Ha? Nha em. Ba, sao ba nói là ngày mai ngày mốt ba mới lên? Dạ, con chào bác Bảy. Vô nhà trong rửa mặt đi con dâu. Dạ. Em xin phép. Em ơi, em đi về đây. Em đừng có về, em ở đây với anh đi nha. Em ơi. Dạ, con chào bác Bảy, con về. Thấy mất biết khỏi chào. Liên à, Liên, đừng đi mà em. Liên ơi. Ông nói với con hả, là ông ra sân bay rước em trai của ông hay gì á. Mà ông biết ông có em trai không? Cái gì? Em trai? Ừ?
Xưa giờ đâu có nghe ông nói gì đâu ta. Mà sao mày biết? À, hôm bữa con vô tình thôi, con nghe ông nói chuyện với bà Hằng á, lên dọn phòng khách ở trên lầu á, để cho em trai của ổng bên Pháp về chơi. Vậy luôn. Mà không biết em trai của ổng có đẹp trai giống ổng không á. Đẹp trai làm cái gì? Thì con cũng muốn lấy một người chồng nước ngoài, sau này bảo lãnh con đi nước ngoài giống Út vậy đó. Trời, hay quá ha. Mới bị lớn mà bày đặt bắt chước ai vậy hả? Thì bắt chước Út chứ ai. Trời, nhà này có mình Út dạy con vậy. Con quỷ, nhiều chuyện quá à. Lo cho cái thân của mình đi, học hành không lo. Hôm qua ông có ở nhà không? Dạ có. Bé Linh sao rồi? Bé Linh hả? Bữa giờ nó mê con dữ lắm. Ổng đưa iPad cho bà Hằng, nhưng mà con biết bà Hằng cất cái chìa khóa ở đâu rồi. Dạ, phải cầm chìa khóa. À, Stefan. Xin chào. Đây là Thúy, bạn gái của anh. À, xin chào. Rất hân hạnh được gặp cô. Et puis, ouais, c'est la cousine de Thúy. Xin chào cô. Chị Hằng. Trời quá. Dạ. Dạ, chào anh. Còn đây là con Hằng. Đây là chị Hằng, là người giúp việc trong nhà. Còn bé Huệ là bạn của bé Linh. Em tên là Henry. Hằng, đưa Henry đi lên trên phòng nhé. Ok, à, dạ. Cho thoải mái. Thôi thôi, được rồi. Để em đưa đi cho. Chị Hằng coi làm đồ ăn, đồ uống gì đó nha. Dạ. Henry, okay. Đi. Okay. Đi. Hằng nấu mì cho Henry nhé. Dạ. Bé Linh ở đâu? Dạ, bé Linh ở trong phòng. Henry có biết nói tiếng Việt không? Có chứ, mẹ Henry là người Việt mà. Vậy hả? Chắc là đi máy bay xa mệt lắm ha. Sao lại đẹp trai dữ vậy? Huệ. Dạ. Làm cái gì vậy? Không có gì. Chiều nay ăn cơm gì đó con dâu? À, dạ con đang nấu cà ri đó bác Bảy. Dạ. Rồi anh Quang con đâu rồi? Dạ, hình như là ảnh đang ngủ ngoài salon á. Hả? Dạ, à, salon. Quang, dậy đi con. Ngủ thêm chút xíu nữa, mặt trời đẹp bây giờ nè, vậy có. Cho con ngủ xíu nữa đi ba. Dậy, dậy con, dậy liền. Dậy liền, mày dậy liền cho ba. Mày tháo ngay cái văn quá phỏng đồ chị này xuống liền cho ba. Nhà này không phải treo những thứ quỷ này. Cái gì đòi trị? Cái này không đồ chị thì là cái gì? Mày dòm đi. Dòm đi. Trời ơi ba ơi, mệt ba quá à. Cái ảnh nghệ thuật của người ta ba nói đòi trị là sao? Ba nói cho mày biết á, từ khi má mày dán số cho tới bây giờ, con mắt của ba, nhãn quan của ba không bao giờ đặt vô những cái chỗ như vậy ha. Bây giờ không có coi dài dòng nữa, mày có chịu tháo những thứ quỷ này xuống hay không nha. Ba ơi là ba. Ba ép con vừa phải thôi. Ép quá sao con chịu nổi ba. Mệt ba quá. Gọi bây giờ mày bắt khiếu mày té gẹt gẹt gẹt. Bác Bảy. Có chuyện gì hả? Bây coi á là coi nấu cơm đi con. Nấu cơm đi. Dạ. Thank you.
Bác Bảy, con biết là bác Bảy là anh Quang vụ gì rồi nha. Nhiều chuyện quá, đi vô nó không, lẹ lên đi. Vô đi em. Em sẽ chấp nhận mọi lời đề nghị của anh, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Em cứ nói. Anh không được để vợ của anh xuất hiện trước mặt của em bất cứ một lần nào nữa. Em ơi, trời ơi, khổ quá. Anh nói cho em nghe, đồn nào cũng có địch. Quan trọng mình phải thắng địch, mình chiếm đồn sao cho nó quanh quanh liệt liệt kìa. Thôi bỏ chuyện đó đi em, uống đi. Nào vô với anh ha. Anh hứa thì anh nhớ phải giữ lời. Anh hứa mà. Vô với anh đi ha. Đi. Gì vậy anh? Đi em đi. Gì vậy? Đi. Chuyện gì vậy? Đi. Hả? Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên? Cái gì vậy? Em đừng có la lớn. Tự nhiên lo em vô đây làm chi? Anh thương em, anh nhớ em. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn hôn em. Ê, nhà vệ sinh nữ ở bên kia kìa bà nội. Làm cái gì mà rình mò ở đây vậy? Đừng có la. Anh buông em ra đi. Anh thương em mà. Uống đi em. Hôm qua anh đã uống say bét nhè rồi, hôm nay không có uống nữa. Không uống chứ làm cái gì? Bây giờ anh buồn quá. Đi chơi với em là hết buồn liền. Đi đâu? Mình đi Vũng Tàu đi. Mình sẽ lái xe ra Vũng Tàu. Sáng mình về sớm. Hôm nay anh muốn về nhà với vợ con. Tự nhiên anh nhớ con quá. Nhớ con hay là nhớ vợ? Nhưng mà cái mặt của anh còn bầm tím kìa. Về nhà giải thích sao với mọi người đây? Thiếu gì lý do. Biết là vậy. Nhưng mà cũng không nên đem cái buồn về nhà. Anh về bàn với má, chắc bán đất kiếm tiền trả chị hai em. Cho dù anh có bán hết nhà, hết đất ở dưới quê á, thì cũng không đủ 300 triệu để trả cho chị Hương. Anh muốn kiếm tiền á, thì em sẽ chỉ cho anh. Anh chỉ việc ngồi yên thôi. Bây giờ anh không biết có nên tin em hay không nữa. Anh thấy sao người Sài Gòn khó tin quá. Thật thật, hư hư. Muốn biết là em thật hay giả, vậy thì hôm nay không say không về. Ok hả? Mở tivi không coi, để cho ma coi hay sao vậy hả? Ma. Ma cái gì mà ma? Con nè.
Trời, trời ơi, cậu làm tôi hết hồn luôn hả? Mà sao dì không vô phòng ngủ, lại nằm ở đây? Thì tôi đang coi phim. Xem phim hay không dì? Trời ơi, phim hay quá trời luôn à. Vậy hả? Phim hay quá, cho nên dì coi, dì ngủ quên luôn đúng không? Tôi ngủ vậy chứ cái gì tôi cũng biết hết trơn á. Ủa, mà cậu xuống đây chi vậy? Lan đã về chưa dì? Về rồi. Ủa, cậu không thấy cổ hả? Ờ, chắc là ngủ phòng kế bên. Mà Lan về một mình hay là mấy mình? Có một mình à. Vậy chị Linh kêu Lan xuống đây, con nói chuyện chút. Dạ. Ý mà cậu ơi, trời ơi, nửa đêm nửa hôm mà cậu biểu tôi lên kêu cổ, trời ơi, cổ la tôi chết. Thôi không ấy, cậu lên kêu cổ đi cậu. Dạ. Nói cái gì? Dạ, dạ, dạ. Bữa nay tới người làm trong nhà, quay lại sai tôi là sao? Dạ, dạ đâu. Trời có. Trời ơi, dạ, tôi hết thời hay sao vậy? Dạ, dạ. Dạ, dạ, đâu đâu có. Cậu còn thời. Còn thời dữ lắm. Mà cậu, sao cậu la tôi? Tôi đâu có sai cậu đâu. Mà cậu nỡ lòng nào cậu la tôi vậy cậu? Cậu bộ cô với cậu giận nhau hay sao mà không ngủ chung vậy? Sao gì nhiều chuyện quá vậy? Tôi cứ gì lên kêu cổ xuống đây. Nhanh đi. Nhưng mà thôi, không có được, tôi không dám kêu đâu. Nửa đêm nửa hôm mà kêu cổ, trời ơi, ngày mai cổ đuổi cổ tôi à cậu. Thôi cậu cứ coi như là tôi đã ngủ rồi hen. Cậu tự lo, cậu tự kêu nghe. Dì ơi, dì ơi, dì ơi. Trời. Ủa, má, má xách đồ làm gì vậy? Về quê. Cái gì? Về quê hả? Sống ở đây hết nổi rồi. Trời ơi, về quê cái gì đưa đây cho con? Thôi mà đi, vô đây có gì nói chuyện nha. Sao tự nhiên đòi về quê vậy má? Đi đâu giờ này mới về? Hả? Con dạ, gái con ngứa gì ngủ lang bên ngoài giờ này mới về? Con... Má, con xin lỗi má mà, má đừng có giận nữa nha. Thôi, chị Năm đừng có giận mà, con thương nha. Má chịu con hết nổi rồi. Má. Má, con xin lỗi mà, má uống nước đi. Chị Năm uống xong ly nước này, cây cho cục tức nó rớt cái bịch xuống bụng giùm con nha. Tôi không có giận chứ cô. Má, sao tự nhiên má đòi về quê sống? Bây giờ con cháu ở trên này hết trơn rồi, má về đó, má sống với ai? À, con biết rồi nha. Chị Năm có hẹn với anh nào dưới quê đúng không? Anh nào là anh nào? Tào lâu không? Thử hỏi sống trên đây có nổi không? Mạnh con gái đi. Mạnh con trai đi. Mạnh con dâu cũng đi luôn. Bỏ hai bà cháu tôi trên chiếc lồng treo lơ lửng giữa trời vậy nè. Thử hỏi có chịu nổi không? Từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng, ai mà chịu nổi cho được? Má. Nè. Má, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi má mà nha. Con hứa với má, từ đây về sau á, con không biết đâu hết á, con ở đây với má luôn nha. Bộn lo làm kiếm tiền hả? Rồi lấy chồng rồi sanh con. Nói vậy mà nói được, tào lao. Lấy chồng làm gì? Mệt lắm.
con ở nhà dĩ má luôn, ở suốt đời luôn. Nói tào lao không? Rồi qua sao rồi? Nó nói là nó mua nhà cho con ở phải không? À, có phải đêm hôm con qua nhà nó con ở không? Bữa má, anh chị hai ngủ chưa dậy hả? Nó có về đâu mà dậy với không dậy. Nó đi đâu mấy ngày nay rồi không có về. Anh tìm gì vậy? Ủa, cái điện thoại của anh đâu? Sếp Cường nói đưa điện thoại mới cho ông xài. Wow. Hey, giám đốc được chăm sóc kỹ lưỡng tận tình vậy. Chắc là sướng lắm không? Ông lấy điện thoại của tôi hồi nào vậy? Ê, nó nhỏ nè. Quên tôi thì được, nhưng mà đừng có quên là có vợ có con rồi nha. Tôi hỏi ông là điện thoại của tôi đâu? Sao tự nhiên đưa điện thoại mới là sao? Tôi đâu có biết. Sếp Cường nói là đưa điện thoại mới cho ông xài thì tôi đưa. Còn điện thoại cũ của ông, ông quăng ông dục ở xó xỉnh nào tôi đâu có biết. Mà công nhận ông hay ghê luôn đó trời. Là sao vậy? Bộ sướng lắm hả? Bộ thích lắm hả? Trời ơi, nằm với nhau rồi làm cái gì mà điện thoại mất không biết luôn. Trời ơi, công nhận giỏi dễ sợ luôn. Chắc là sử dụng sức lực cũng dữ dội lắm. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nè, bỏ ra coi, làm cái gì vậy? Cái gì vậy Tuấn? Ông chửi tôi đó hả? Trời ơi, Tuấn ngoan ngoãn dễ thương ngày nào. Chưa bàn tay tôi nhào nặng đào tạo đâu rồi trời. Bây giờ đủ lòng đủ cánh rồi chửi tôi luôn rồi hả? Ông có tính đi ra ngoài không? Hay là để tôi mét với anh Cường? Trời ơi, anh Cường, làm như tôi sợ anh Cường lắm á trời. Sợ không? Để tôi đi. Alo, Cường nghe nè. Ok, biết rồi. Sao? Có chuyện gì? Nghe dì Mười nói hồi hôm anh còn gặp tôi hả? Nói với chồng cái giọng đó hả? Cô càng ngày càng quá đáng. Nói chuyện tử tế thì tôi đây, còn nói với cái giọng chửi mắng người ta như vậy thì đừng có nói. Tôi đi đây. Cái gì vậy? Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết làm vợ và cách làm đàn bà như thế nào. Anh làm gì? Anh làm gì? Buông ra! Mày tưởng mày là ai? Hả? Mày chỉ là một con người mẫu hết thôi. Mày tưởng ba mày vẫn còn như trước à? Buông ra! Xưa rồi Diễm! Buông tao ra! Mày tưởng mày là ai? Mày la đi! Anh định làm gì?
Hả? Tôi định làm gì hả? Em không có đủ 400 triệu cho anh mượn đâu. Vậy 300 thì sao? 200? Không. Anh không tin là em không có 200. Thí dụ như là em có 200 triệu để cho anh mượn, vậy thì anh sẽ kiếm ở đâu thêm 200 triệu để trả cho anh Cường và chị Hương đây? Thì anh sẽ mượn em gái của anh. Vậy là anh kiên quyết đi về quê lại đúng không? Anh không có một chút nào luyến tiếc em hay sao? Em đừng có nói như vậy. Anh luyến tiếc em chứ. Anh không có muốn rời xa em. Nhưng mà... Vậy tại sao anh cứ đòi nghỉ việc hoài? Tại anh thấy sợ sợ sao á. Tự nhiên cái thằng Cường nó mua điện thoại mới cho anh, rồi cái điện thoại cũ của anh đâu mất tiêu rồi. Em nói anh nghe nè, có em ở đây á, anh không cần phải sợ gì hết. Ở đây mọi người lâu lâu đều phải đổi điện thoại mà. Tại sao? Em nói cho anh nghe, nhưng mà anh không được cho ai biết là em nói cho anh nghe nha. Ừ. Để bảo mật thông tin. Tại sao lại phải bảo mật thông tin? Trời ơi, thì làm ăn mà anh. Muốn giàu nhanh á thì phải biết phiêu lưu mạo hiểm. Bộ anh không nghe ông bà người ta nói á, có gan thì mới làm giàu được hay sao? Henry, giờ này ở bên Pháp á, là mấy giờ rồi? Bây giờ cũng khoảng 2 giờ sáng rồi. Thôi chết, cô để tôi làm cho. Cô qua ghế ngồi đi. Tôi không có nghe cô gọi tôi gì hết à. Không sao, tại vì á, Henry chưa có quen về Việt Nam, ngủ không được cho nên đói bụng. Thôi cô qua ghế ngồi đi mà, đi đi. Henry, ở bên Pháp á, à không, ở Paris á, Henry làm nghề gì vậy? À, tôi mới tốt nghiệp đại học xong, bây giờ còn đang phải chờ tìm việc làm xem như thế nào. À, sao Henry á, không về Việt Nam á, làm việc chung với anh Stefan luôn? À, cũng có thể. Henry ở đây lâu lâu đi, ở mấy tháng luôn, xong rồi á, tôi dắt Henry đi chơi. Ở Việt Nam nhiều cảnh đẹp lắm. Cảm ơn chị. Dạ mời cô. Mời anh. À, cô uống cái gì để tôi làm? Anh uống cái gì không? Nhà mình có cà phê không nhỉ? Có chứ, có cà phê phin đàng hoàng luôn. Chị Hằng, hai ly cà phê sữa đá nha. Dạ. Tôi không uống được sữa đá, tôi cà phê không thôi. Dạ. Cho tôi một ly cà phê không đường không đá nhé. Dạ. Thêm một phần ăn sáng nữa. Dạ. Ça va, t'as bien dormi? Non, je suis décalé. Đề nghị hai anh em ở trong nhà này là phải nói tiếng Việt nghe chưa? Anh xin lỗi,
À, thế hai người bao giờ định làm đám cưới đây? Anh Stefan á, anh chê Thúy rồi, anh không có cưới Thúy nữa đâu. Xem ơi. Đã nói là phải nói tiếng Việt mà. Ông Ri hỏi có chuyện đó không? Mời anh. Cảm ơn chị. Oh, bon appétit. Bon appétit. Em mắc cười quá à. Ai vậy? Chắc ba con về á. Dạ, để con ra mở cửa. Dạ, con chào chú. Chào bà con. Nội ơi. Dạ chào bác. Dạ. Dạ chào chú. Chú cần gặp ai vậy chú? Dạ bác cho con hỏi có anh Tuấn ở trong nhà này không ạ? Dạ phải chú. À, chú tìm Tuấn có việc gì không? Dạ con là chủ căn nhà này. Mấy tháng trước á, có anh Cường anh tới anh trả tiền nhà cho con. Nhưng tới tháng này á, anh Cường nói con tới đây gặp anh Tuấn để lấy tiền nhà. Nhà này thuê lại hả chú? Dạ. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy chú? Dạ 10 triệu ạ. 10 triệu? Dạ. Trời đất ơi, tiền nhà gì đâu mà thuê, gì đâu mà nhiều dữ vậy? Tiền đâu trả? Dạ bác có thể trả cho con liền từ bây giờ được không ạ? Tôi làm gì có tiền nhiều đến như vậy mà trả chú. Chú ơi, để con gọi điện thoại cho ba con về, ba trả tiền cho chú nha. Ba con có nhiều tiền lắm đó bà nội. Ừ, con gọi điện thoại cho ba con đi. Chết rồi, vụ này sao ta? Chắc là phải gặp thằng Cường hỏi lại mới được. Chị, doanh thu tháng này tăng gấp đôi luôn á. Bên mấy phòng karaoke đang có đông khách tới mua thuốc lắm đó. Chị nghe nói mấy đứa con gái đợt vừa rồi bên thẩm mỹ viện vợ Cường từ chối hai đứa hả? Hai đứa đó em để lại để phục vụ khách Campuchia nha. Ừ, em biết rồi. Ừ. Tuấn sao rồi? Nó có đòi nghỉ việc nữa không? Mà nè, liệu nó có nghỉ việc nữa chừng không? Em nghĩ là ổn, Tuấn sẽ không nghỉ việc nữa chừng đâu. Chị cứ tin em đi. Em đó, đừng có bao giờ xen lẫn tình cảm vào công việc nghe chưa. Thằng Tuấn á, mà nó nghỉ việc nửa chừng á, là chỉ bắt em phải chịu trách nhiệm. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Chị nhìn em nè, em như vậy mà đi yêu cái thằng nghèo kiết xác nhà quê đó hả? Em chỉ muốn buộc ổng bằng tình cảm thôi à. Thôi được rồi, chị tin em đó. Em gọi điện hỏi Cường đang ở đâu vậy? Sao giờ này không thấy mặt mũi nó đâu hết? Để em gọi. Mà em nghe nói là hai vợ chồng đã có chuyện đó. Chuyện gì? Alo, anh nghe đây. Ừ, được rồi, anh tới liền. Bây giờ anh muốn sao? Anh muốn gì hả? Điều anh muốn là... Anh thả tôi ra không? Nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh ở tù đó. Không, anh không muốn đâu.
anh không muốn trên mạng lại nhan nhản hình ảnh của siêu mẫu Ngọc Lan làm tình với một cô gái khác. Anh sẽ cho em coi cái này. Rất đẹp. Em có thấy quen không? Sao? Có gì muốn nói? Bây giờ anh muốn gì? Điều anh muốn rất là nhiều. Anh muốn có một người vợ cho ra vợ, một đứa con nói giỏi. Anh muốn có một gia đình hạnh phúc. Thôi được, em thành thật xin lỗi anh vì không mang được những gì như anh muốn. Tốt, biết nhận lỗi như vậy thì tốt. Vậy em muốn gì ở anh? Mình đã lừa dối nhau 5-6 năm nay rồi. Em cũng thừa biết anh không hề yêu em. Chẳng qua anh muốn dùng thế lực của ba em để che lấp công việc của anh thôi. Chính xác. Anh cũng đã nghĩ mình lừa dối nhau 5-6 năm như vậy là cũng quá lâu rồi, đúng không? Mình chia tay đi, trả tự do cho nhau. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu Cường ơi, có khách kiếm cậu đó cậu Cường. Kiếm cô nữa. Bây giờ anh sẽ đi công chuyện, khi về mình sẽ nói chuyện tiếp nha. Anh, anh định nhốt em trong này tới tối hay sao? Làm người ai mà làm vậy chứ. Biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Anh bị con quỷ này nó rùa quá. Sao mày cứ thích cướp chồng người khác vậy hả? Liên, sao mày vô không gõ cửa vậy? Gõ cửa làm sao tôi bắt có hai người hả? Anh bảo chị hai bỏ cô kia đi theo con nhỏ này đúng không? Tại sao mày thích cướp chồng người ta vậy hả? Liên, mày cái đây, mày cái đây. Liên, thôi mà, đi ra đi, đi. Mày đấy nha. Thôi mà. Mày chết với tao cái chưa? Thôi. Trời ơi. Anh muốn ra. Tại sao Lan lại muốn chia tay với cậu? Tôi muốn chia tay. Tại sao? Thôi, tại vì nó không muốn sinh con. Đàn bà mà không muốn sinh con, chị nghĩ coi có nên tiếp tục giữ lại để làm vợ hay không? Nhưng suy cho cùng thì ông già Lan về hưu, nhưng mối quan hệ của ổng thì còn rất là nhiều. Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc lại. Nhiều lúc mình phải chịu thiệt một tí. Chị cứ yên tâm đi, tôi có bài của tôi mà. Với lại công ty là của thằng Tuấn. Nghe bé Hà nói công an khu vực có thiện cảm với nó lắm. Lý lịch tốt, chân chất là hiền lành. Anh nói có chuyện muốn nói với em. Là chuyện gì? Nè, anh đừng có kiếm chuyện với em để mà khỏa lóc cái chuyện ngoại tình của anh nha. Thì
Thật ra là cái chuyện anh làm giám đốc á, bây giờ anh mới thấy là anh không có hợp. Anh đang muốn rút nè, mà thằng Cường nó không cho anh rút. Nó nói phải trả nợ cho bà Hương 300 triệu, nó mới cho rút. Cái gì? Thì Hà là em gái của Hương, cho nên anh đang muốn nói chuyện với Hà, Coi bà Hương có bớt được chút nào hay không. Nhưng mà anh làm cái gì mà anh nợ người ta tới 300 triệu lận? Thì anh cũng đâu có biết đâu. Thì người ta tính là tiền thành lập công ty cho anh, rồi tiền xin giấy phép, rồi tiền xây dựng nhà hàng khách sạn, hết mấy tỷ lận. Vậy bây giờ tóm lại anh cần bao nhiêu? 300 triệu. 300 triệu? Alo, Kiên hả con? Dạ, con gọi điện thoại cho ba hoài mà không có được. Cô có gặp ba thì nói ba về, bà nội muốn gặp nói chuyện. Nhưng mà chuyện gì vậy con? Người ta đòi tiền nhà 10 triệu lận. Hả? Cái gì mà 10 triệu lận? Dạ. Cô biết rồi, chút xíu nữa cô về. Dạ. Má. Đâu, chủ nhà đâu má? À ba. Con. Nó đi mất rồi. Nó để số điện thoại nè, nó nói con điện cho nó đó. Cô ba gọi điện thoại cho ba hả ba? Sao điện thoại của ba con không nghe gì hết vậy? Ba mới đổi điện thoại mới. Cô ba có lên văn phòng của ba rồi. Để ba ghi lại số điện thoại cho con nha. Tuấn à, má có chuyện muốn nói với con. Ý Tuấn, mặt mũi con bị sao vậy? Con bị té trên công ty đó mà, không có sao đâu má. Rè chút xíu à, sắp lành rồi. Má đừng có lo. Hai bà cháu ăn cái gì chưa hả? Ăn gì chưa con trai? Dạ chưa. Tuấn à, gia đình mình không thích hợp ở đây đâu con. Về quê đi con. Không được đâu má. Con còn nhiều việc phải làm lắm. Nhiều chuyện dang dở cần phải giải quyết nữa. Ba ơi, tối nay ba nhớ về sớm để ngủ với mẹ và con nha ba. Tuấn, má muốn nói chuyện với con. Con mà không nghe má nói, má bỏ về quê cho con coi đó. Má à, thôi được rồi, nếu má muốn nói chuyện á thì tối nay nói. Bây giờ con phải đi đóng tiền nhà cho người ta nữa. Tuấn, Tuấn, bà nội ơi, ba bỏ đi nữa rồi. Thank you.
Đây nè em. Em ngồi đi. Em muốn gì? Dạ xin phép anh gửi trà ạ. Dạ chị Dung Nhi luôn ạ. Cho chị ly nước cam dạ. Đi. Sao? Có việc gì? Em nói đi. Anh, em nói với anh chuyện này, nhưng mà nếu không được thì thôi. Anh đừng có buồn, đừng có giận em nha. Buồn cái gì? Em là cục cưng của anh mà. Cái gì anh cũng chịu hết á. Miễn là em đừng có xin nghỉ, ở nhà lấy chồng là được rồi. Em nói đi. Anh, giả sử như Em không nhận chiếc xe anh tặng nữa thì sao? Tại sao không nhận? Dạ, tại anh hai của em, anh hai của em ảnh... Anh hai của em thì sao? Anh hai của em không chấp nhận mối quan hệ của anh với em, đúng không? Dạ không phải. Tại vì anh hai của em ảnh đang kẹt tiền. Anh hỏi em ảnh mượn 200 triệu mà hiện tại em không có. Anh nè, em trả lại anh cái xe, rồi anh cho em mượn 200 triệu nha. Lúc nãy em nói rồi. Em nói nếu mà không được thì thôi, coi như là em không nói gì hết nha. Cô, mà con làm xong á, cô phải cho con mượn iPad để con chơi nha. Ừ, nhưng mà con hứa với cô là chỉ chơi đúng một tiếng thôi nha. Alo. Gặp ở đâu vậy anh? Bây giờ em đang làm. Ở nhà không có ai hết, đi hết rồi. Con bắt quả tang rồi nha. Cô Hằng gọi điện thoại. Vậy mà suốt ngày cứ chối là không có gọi điện thoại đâu. Cái này người ta gọi tới, chứ cô có gọi đi đâu mà tốn tiền. Con không biết. Con có bằng chứng. Nếu mà cô muốn con xóa cái hình này á, thì cô đưa bát cho con đi. Xóa liền luôn á. Còn đúng là không thể nào thay đổi được hết. Dạ, để hôm nào con mời bác qua nhà con chơi. Con. Dạ. Nhà con bình thường hay là chung cư giống gì vậy? Nhà con bình thường à bác. Nhà phố. Có một lầu nữa bác. Ba con vẫn ở trên này với con hả? Dạ, ba con mới về quê rồi bác. Ủa? Sao mua nhà rồi không chịu ở đây về với quê chi vậy con? Dạ, tại vì ba con phải về quê để chuyển đồ lên đây. Với lại có một số chuyện phải giải quyết nữa bác. Tại vì bác không nghe con Liên nó nói cái gì cho nên bác không có biết.
còn chuyện con Diên Liên sao rồi? Hai đứa tính gì chưa? Dạ. Ủa, em? Em sao vậy? Sao em cứ im lặng hoài vậy? Sao tự nhiên anh có suy nghĩ đó? Thì bây giờ anh mới thấy trên thành phố này kiếm tiền không có dễ, làm giám đốc cũng không có dễ nữa. Nhưng mà mình lỡ nhận tiền của người ta rồi thì phải làm hết tháng mới được. Thì mình trả lại tiền cho người ta là xong chứ gì. Nhưng bây giờ tiền đâu mà trả? Sao anh nói chuyện nghe nhẹ tên vậy? Em, anh tính nói với em, mình về bàn với má bán miếng đất kiếm tiền trả nợ nha. Trời đất ơi, má có miếng đất vườn để xây mộ ba, rồi sau này còn xây mộ má kế bên nữa. Anh đã bán là bán làm sao? Thì thôi mình không bán, mình cầm đặng giấy tiền thôi. Rồi anh định vay nhiêu? 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Trời đất ơi, anh có bị khùng không? Vay 500 triệu mà lãi 3 phần, chỉ cần 3 tháng thôi anh có bán nhà cũng không đủ tiền để trả nữa. Rồi lấy tiền đâu mà chuộc đất? Nói cho em nghe đi, anh có chuyện gì mà đòi vay tiền nhiều như vậy? Anh làm em lo lắng quá. Anh định đầu tư thôi. Thôi, còn nhìn chưa nói gì đi ha. Rồi thôi, anh đi à. Nè, anh. Anh. Anh phải nghe lời ba của anh đi. Có hai cha con với nhau à. Anh sống, anh phải biết gì ba anh. Anh hiểu không? Anh hiểu. Nhưng mà anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh không thể nào cưới con nhỏ nhà quê đó được. Anh nhìn em nè, em cũng chỉ là một con nhà quê lên tỉnh thôi mà. Thậm chí con nhà quê này còn tệ hơn người kia rất nhiều. Dù gì thì người ta cũng còn trong trắng trên nguyên. Còn em thì em hư hỏng lâu rồi, anh hiểu không? Em à, em đừng có nói như vậy được không? Hả? Em nghe lời anh, để cho anh lo chuyện này. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba anh nha. Bộ kiếp trước anh có nợ em hả? Sao anh lúc nào cũng tốt với em vậy? Anh tốt với em mà, tới mức em thấy hổ thẹn với anh luôn. Nhưng mà em không thể quay lại với anh được nữa. Em nói cái gì vậy? Tại sao? Tại vì anh hai em cần tiền trả nợ. Em đã nhận tiền của ông Thành rồi, ông mua xe hơi cho em. Vừa rồi em nói với ông là cho phép em bán xe để em lấy 200 triệu cho anh hai mượn trả nợ.
Anh có 200 triệu để cho em không? Liên! Liên!